Quý vị và các bạn thân mến, đông trùng hạ thảo là một loài dược liệu rất quý hiếm. Nó là một dạng cộng sinh giữa nấm túi và sâu non của một loài côn trùng sống ở Tây Tạng Trung Quốc. Và thành phần của đông trùng hạ thảo thì chứa rất nhiều axit amin, các khoáng chất tự nhiên và vitamin A, B, C, E, K có giá trị bồi bổ cho sức khỏe một cách hiệu quả mà hiếm có loài dược liệu nào sánh bằng. Chính vì những lợi ích mà nó mang lại nên con người đã nuôi cấy đông trùng hạ thảo ở một số nơi trên thế giới. Thế nhưng nhiều nghiên cứu khoa học lại chỉ ra rằng chỉ có loài đông trùng hạ thảo sống ở vùng cao nguyên Tây Tạng Trung Quốc, nơi cao hơn so với mực nước biển từ 4.000 đến 6.000 mét, với khí hậu và thổ nhưỡng tự nhiên mới là loài đông trùng hạ thảo tốt nhất và có giá trị nhất. Viên năng đông trùng hạ thảo mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn ngày hôm nay được chiết xuất từ đông trùng hạ thảo thiên nhiên vùng Tây Tạng Trung Quốc đã được ghi nhận là rất tốt cho sức khỏe. Đông trùng hạ thảo là loại dược liệu quý hiếm. Trong bản thảo cương mục từ sách cổ Trung Quốc từng luận thuật rất nhiều, trị được tất cả các chứng hư tổn, bổ phế ích hận, bổ tinh tủy, cầm máu hóa đờm, lao phổi, ho ra máu, v.v. Với công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến và kinh nghiệm quý báu lâu đời của nền y học cổ truyền Trung Quốc, đông trùng hạ thảo đã được tinh chế thành sản phẩm dạng viên nang dễ sử dụng và tốt cho sức khỏe. Đông trùng hạ thảo dạng viên nang do công ty Quy Hoàng nhập khẩu và phân phối có tác dụng giúp ích phế, kiện tỳ, tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, phòng ngừa bệnh tật. Sản phẩm dùng thích hợp cho những người bị suy nhược cơ thể, mệt mỏi, mất ngủ, nhức mỏi lưng và gối, suy giảm chức năng sinh lý, những người lao động nặng hay những người bị căng thẳng do áp lực công việc quá mức, những người bị suy nhược do bệnh tật. Cách đây 3 năm, tôi đã mắc căn bệnh hiểm nghèo đó, căn bệnh ung thư. Và sau khi mổ, truyền hóa chất xong, tôi được mọi người mách cho tôi dùng đông trùng hạ thảo, đấy là một thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe rất là tốt. Trước tiên tôi đã dùng con đông trùng hạ thảo để nấu cháo ăn. Một thời gian tôi thấy người rất là khỏe. Và tiếp tục tôi đã chuyển sang dùng viên nang đông trùng hạ thảo của công ty Quy Hoàng. Được đến nay là gần 3 năm tôi đã dùng đông trùng hạ thảo. Và tôi cảm thấy người tôi rất là khỏe mạnh, bình thường. Tôi vẫn công tác tốt, hiện tôi vẫn là giáo viên của trường Mầm non Hoa Hồng. Mình dùng cái đông trùng hạ thảo của Quy Hoàng này được hơn 2 năm. Trong cái quá trình dùng thì mình cảm thấy cái sức khỏe của mình lên rất là tốt. Cũng như về ăn uống rồi về ngủ, cái giấc ngủ nó rất là sâu. Cách sử dụng viên nang đông trùng hạ thảo, uống mỗi lần 1 đến 2 viên, mỗi ngày 2 lần. Đối với người bị bệnh thận mãn tính, thận yếu, uống mỗi lần 3 viên, ngày 2 lần. Viên năng đông trùng hạ thảo được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Tây Tạng Kiểu Mỹ Thanh Hải Trung Quốc. Sản phẩm gồm 2 lọ, mỗi lọ 50 viên. Tiện mang theo để sử dụng hàng ngày. Sản phẩm được đóng hộp sang trọng, phù hợp làm quà biếu tặng. Đông trùng hạ thảo dạng viên nang do công ty Quy Hoàng phân phối là sản phẩm đạt chất lượng, được khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Quý vị và các bạn hãy liên hệ với TV Shopping để đặt mua sản phẩm hoặc có thể đến trực tiếp các showroom của Quy Hoàng và đơn giản hơn là đặt mua sản phẩm qua website trực tuyến mẹthiên nhiên.vn. Còn bây giờ Hương Giang xin chào và hẹn gặp lại.